Hello, xin chào tất cả các anh em phòng sư đã đến hoặc là quay lại với kênh của mình. Hôm nay vào lúc 5 giờ sáng ngày 21 tháng 4, mình sẽ có một cái banner của một con tướng cũng rất là quan trọng, đó là chính là Thiên Đầu Lưu. Đây là con tướng thuộc hệ phụ trợ, phẩm chất là SP. Thiệt sự là đúng ra là mình làm cái clip về cái banner này thì sớm rồi, nhưng mà tại vì hôm nay bận quá anh em à. Cho nên bây giờ lúc mà mình làm cái clip cho anh em là đúng 1 giờ sáng ngày 22 tháng 4. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đến với hình ảnh của banner này anh em nha. Đây, đây chính là cái hình ảnh của banner SP Thiên Đầu Lưu. Ok, mình sẽ chụp cái hình ảnh này lại luôn. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái gói nạp ha. Cái gói nạp trong cái banner lần này thì chúng ta sẽ có cái gói 9.000. Gói 9.000 gồm có 3 vé thường, rồi cái này là nội đan cực cổ và hồng hoàng ngẫu nhiên, 30 thể lực với lại 375 đá ruby. Anh em có thể nạp thì nên nạp gói này anh em nha, khá là lời. Rồi 100 vé, gói vé giá rẻ, với 10 vé là anh em sẽ tốn 690 kim cương được 10 vé nè, rồi 150 thể lực với lại cái này ha. Rồi tiếp theo luôn là gói 1.750 kim cương. Đây là phải gói rất là mắc. Một bữa mình có 16 vé thôi mà tốn tới 2.700 kim cương là anh em. Thêm được cái dược thảo với lại hai cái tiên thảo vạn năm ngẫu nhiên. Theo mình á thì nếu được thì anh em không nên mua cái này đâu. Thì thường không nên mua vì nó mắc quá. Còn gói này là tốn 1.880 kim cương nên chỉ được có 8 vé thôi. Và một quả tiên thảo 5 vạn năm một cái thôi. Rồi, đây là cái hộp tiên dược thảo. Tiếp theo là gói 268 kim cương, với 2 vé thì khi anh em mua full sẽ được 10 vé và tốn 1.340 kim cương, thêm được 20 vé chiêu dụ nguyên hồn. Anh này là tùy anh em nha, nếu anh em thấy ai thiếu nguyên hồn thì đầu tư cũng được. Rồi tiếp theo là gói vé giảm 50% là tốn 1.080 kim cương, chúng ta sẽ được 10 vé, 20 cái nội đan khương hư, chọn một trong hai này ha, nội đan khương hư 20 cái hoặc là cái hồng hoàng ngụy trang 5 vạn, với lại 20 cái nội đan hỗn nguyên, cái này rất là ngon, để anh em nâng từ 9 vạn lên 10 vạn với tỷ lệ thành công là 100%, mỗi lần nâng tốn 10 viên ha. Thì cái này tùy anh em, nếu mà cần thì cũng có thể mua. Rồi thì hiện tại là cái gói vé trong cái banner lần này đó là như vậy thôi. Rồi giờ mình có thông tin cho anh em, là theo như thông tin của mấy bạn admin chính là Chloe á, thì hôm bữa họ lúc mà livestream có nói là banner này mở được 6 ngày thì 6 ngày thì mở được, sau 6 ngày sẽ mở luôn cả nguyên hồn của Thiên Đạo Lưu luôn nha anh em. Rồi tức là Thiên Đạo Lưu cũng sẽ có thời hạn là từ 3 đến 4 ngày, nếu mà anh cũng coi cái banner này bao nhiêu ngày nha. Cái banner này 9 ngày là không 10 ngày, tính luôn ngày 21 thì ngày 22 rồi là 10 ngày, là tức là cái banner nguyên hồn được 4 ngày. Rồi nên mình kiểm tra coi mình có cần mua cái viên đó không. Ồ, mình hết cái viên lên 10 vạn luôn anh em, mà chắc mình lẽ mình sẽ đầu tư gói đó luôn. Mình sẽ mua đây, đầu tiên là mình sẽ mua cái vé giá rẻ nè anh em ha, rất là hời. Ok, với mình mua cái gói này mình cũng đang cần cái nguyên liệu để lên 10 vạn. Ok, này khá là hơn. Rồi tiếp theo là mình sẽ coi qua về cái banner này, thì trong đó chúng ta sẽ có cái lệnh thánh vực. Lệnh thánh vực này chúng ta, nếu mà chúng ta nạp chúng ta sẽ được tổng cộng là tổng nhận là 48 vé ha, và nhận ngay là 13 vé, là tất cả là anh em sẽ được 13, khá nhiều nhỉ, 51 đúng không? 61 vé, 61 vé với lại 2.160 kim cương. Ok, ủa khoan, mình coi coi, 1 2 ngày 1 đến ngày 8 240, hình như là mình sai anh em ơi, lòng mình như mình lộn rồi đó. 240 nhân 8 1920, đúng rồi anh em ơi, như vậy là anh em chỉ tổng nhận được 1.920 kim cương và 48 vé thôi nha anh em, xin lỗi anh em nha. Còn này là nhận ngay cái này liền. Còn tổng tổng nhận sau khi nạp cái gói này
199.000 là anh em được 48 vé tổng cộng nhờ 1920 kim cương. Rồi. Ok, tiếp theo nữa là đây là cái cấp độ tăng sao. Thì anh em ở mức 4 sao á, anh em sẽ đạt được 10 vé thức tỉnh hẹn giờ. À, vé này chỉ có hiệu lực trong cái suốt thời gian banner thôi, hết banner cái vé này sẽ không sử dụng được nữa nha. Rồi. Ok, tiếp theo là mốc 5 sao chúng ta sẽ được 15 vé hẹn giờ và một cái nâng hậu cả mực 3. Rồi. Ở mức 6 sao chúng ta sẽ được 25 vé hẹn giờ, 7 sao là được 50 vé hẹn giờ với một cái hồn cốt tứ chi 4 sao tự chọn. À, như server của mình là SB, những anh em server mới hơn thì là cốt ESR. Tiếp theo là mốc 8 sao là được 50 vé hẹn giờ, mốc 9 sao sẽ được 50 vé hẹn giờ và một cái hồn cốt tứ chi 4 sao SB ở cái cổ còn lại. À, một cái hồi nãy là bên à không, cái này được chọn trái phải luôn mà. Ok, được hai, được cho ra được hai lần nha anh em. Rồi ở mốc 10 sao chúng ta sẽ được skin của Thiên Đạo Lu. Và cái skin này nó thiết kế rất là kỳ cục. Rất kỳ cục lắm anh em ơi. Anh em coi cái cánh này đặt ngay cái mình gọi là thắt lưng đi nha anh em ha. Cái này cũng gọi là thắt lưng đi. Nhưng mà sao là đặt cái cánh là thắt lưng như leo bay mà bay ngược lên anh em có hiểu không? Cái người nó cụp lại xong rồi bay ngược lên à. Nó rất là dị. À rất là dị, cho nên mình vẫn thấy cái skin này nó có vẻ đẹp hơn anh em, mà nó hợp lý hơn. Cái này nó kỳ cục quá anh em ơi. Rồi. Ok, tiếp theo nữa là mình sẽ đến với những cái mốc trong cái vòng quay là gồm có 30, 60, 90 là ba cái mốc rất là quen thuộc. Chúng ta sẽ được 20 vé chiêu dụng nguyên hồn hoặc là con cái hộp SR ngẫu nhiên, trong đó có 12,5% ra thiên hồ lưu. À. Rồi 150, ở 150 nó sẽ được chọn một phần quà là 30 vé chiêu dụng nguyên hồn định hướng. À, hồng cốt đầu 3 sao hoặc là hai cái hồng cốt loại SP tự chọn ha. Thì là này cốt đầu cốt thân đó anh em. Đó anh em coi nha. Rồi mốc 230 ta được cốt riêng hoặc là một cái hộp SR nghề tự chọn nè. Thì tới đây chắc nhiên là anh em mới chơi cái thiên hồ lưu thì anh em sẽ phải chọn cái cốt riêng thôi. Thì cốt riêng này cái mức ở cái mốc cơ bản á là huy diệu, nó sẽ giúp hiệu quả tăng công của đồng đội tăng lên thêm 20%. Tức là gì? Hiệu quả tăng công, tức là những cái búp ở trong trận đấu của những con tướng phụ trợ khác hay những con tướng khác nó có khả năng búp công thì cái đó bông ong đó nó sẽ được tăng thêm 20% từ cái hiệu ứng cốc tay riêng của Thiên Hồ Lu. Ở mức 4 sao vàng thì sau khi đồng đội mở chân thân, Thiên Hồ Lu sẽ hồi đầy hồn lực và cài lại CD của đệ tứ hồng kỹ. Thì cái CD này chính là cooldown em nha, tức là lập tức hồi ví dụ như cooldown của tứ hồng kỹ đang còn 2 hiệp đi thì lập tức nó sử dụng liền luôn. Rồi. Ở dòng 6 sao vàng là nếu đồng đội mở chân thân này mỗi lần tấn công, sát thương cuối của đồng đội tăng 10%, tối đa tăng 50%, tức là tích lên 5 tầng. À. Ok anh em ha. Đây là hiệu quả của cái cốt riêng này là sát thương thể tăng theo các mốc sao. Rồi. Ở thi đấu thì sát thương phải dựa có toàn thể hồn sư giảm. Ok ha. Rồi tiếp theo là mốc 320 thì em sẽ được cái hồn cốt đầu riêng và cái hồn cốt 4 sao để tự chọn. Thì cũng như mình nói là đã chơi thiên hồ lưu đến đây thì em ta sẽ chọn hồn cốt đầu. Rồi hồn cốt đầu có gì? Đồng đội mở chân thân trong hiệp gây sát thương cuối tăng 50%. À. Rồi cái dòng này cho BVE được anh em chặn lẫn BVB luôn. À BVB và BVE luôn. Còn cái dòng này, cái dòng này là giúp hiệu quả tăng công là những hồi quả búp, nó cũng dùng cho BVE lẫn BVB đều được. Ok anh em ha. Rồi dòng 4 sao này thì mở chân thân cái đệ tứ hồng kỹ được cài lại liền. À đó thì mình thấy dùng trong BVB cũng được mà BVE đều cũng được. Rồi 6 sao thì cái dòng này dùng cho BVE là nhiều hơn anh em ạ. À rồi. Ok, tới mà mình nghĩ là BB cũng được anh em. Thì cái mở chân thân thì quýnh thì cứ tăng sát thương cuối thì nó cũng ghê vậy anh em đúng không? BB cũng được. Rồi. Cái này ở dòng 4 sao vàng thì là khi Thiên Hồ Lu bị chọn là mục tiêu chính sẽ không bị địch thêm trạng thái, tức là những cái hạn thái khống chế anh em. Như là câm lặng loạn hay là bị nói chung là những cái trạng thái mà xấu anh em nó sẽ không bị dính. À đó là dòng 4 sao vàng này, chú ý là dành cho BB anh em ha. Rồi ở mức 6 sao vàng, phe ta bất kỳ tử vong
hoặc là HP lần đầu dưới 30%, tiên đạo lưu giúp đồng đội sở hữu chân thân. Đồng đội sở hữu chân thân nha anh em, lần lượt mở chân thân theo tốc độ và lập tức hành động. Đó. Một trận tối đa kích hoạt một lần và không chịu giới hạn của lượt mở chân thân. À, tức là ví dụ như anh em đã mở chân thân rồi, ví dụ như cái chân thân đó của con tướng đó nó chỉ được giới hạn một trận mở một lần thôi, thì khi con tướng đó khi không phải con tướng đó mà phe ta có bất kỳ con nào tử vong hoặc là HP lần đầu dưới 30% á, thì cái con đó từng nó có thể bật lại chân thân được theo cái điều kiện là theo tốc độ. À, tức là con nào có tốc cao nó sẽ mở chân thân trước. Nó sẽ mở chân thân trước xong rồi nó lập tức hành động, xong rồi tới con tiếp theo có cái tốc thấp tiếp theo. Cái tốc cao thứ nhì á, đó, nó sẽ lập tức mở chân thân và lập tức hành động luôn. À, cái này chú qua chủ yếu là đánh BB nè. Cái cốc đầu này ngoại trừ cái dòng đầu tiên này là dành cho BB, là còn lại hai cái dòng này đánh cho BB. Cho nên anh nếu mà chơi banner này, thì mình nói thật là anh em đều nên lấy cả hai cốt, tại vì cái dòng tăng sát thương cuối 50% này cũng rất là ngon anh em, rất là ngon. À, nên lấy hai cốt luôn nha anh em. Rồi, cái này thì mình nhận luôn, học khỏe ha. Ok rồi, trong cái đồ giám hồng sư thì móc bảo hiểm thì anh em cũng biết là nó có 400 là sẽ ăn bảo hiểm. Rồi, trong đó thì anh em có khả năng quay những con tướng khác, trong đó có cả thiên thanh vô mạng lẫn vũ ám. Đó là những con tướng mới sau này. Những tướng còn lại thì anh em quen quá rồi ha. Có tham ám không ta? Trong này là không có tâm ám. Cái vũ ám thôi anh em. Rồi ok. Rồi giờ mình cũng sẽ bắt đầu quay nha anh em. Hy vọng là mình sẽ may mắn. Rồi vô thôi. Vô. Thấp rờ. Ok. Gì đây? Ồ, 20 vé là thiên đồ lưu rồi anh em. Hồi nãy mình có quay một cái ạc chính của mình ở bên phòng tức đinh 3 thì mình cũng 20 vé đó ra thiên đồ lưu. Bây giờ mình làm cái review này nó cũng 20 vé ra thiên đồ lưu anh em ơi. Trời ơi. Nó đẹp dai dễ sợ. Ok. Rồi. Ok, tiếp nha anh em. À khoan, bây giờ mình sẽ không quay cái này nào quá, mà mình sẽ chuyển ra. Sau khi anh em quay được thiên đồ lưu rồi, anh sẽ qua cái bên còn 12 thằng này anh em quay. À, anh em sẽ có 3 sự lựa chọn trong này. À, anh em được chọn hay chọn khoảng hồng hoàng thần tứ 10 vạn năm. Thì đối với anh em mà sự quá cũ thì chắc chắn không ai chọn này nữa anh em, tại vì ta đã có cái hồng đạo khí mà mỗi tuần là một cái 10 vạn rồi. Chứ là bây giờ anh em ép ngọc lên 10 vạn cũng rất là đơn giản chứ không khó. Đúng không? Cho nên hầu như là không ai chọn cái này đúng không? Rồi tiếp theo là hồn cốt R6 sao tự chọn. Trong này nó có hồn cốt sao hiếm luôn. Những cái bộ hiếm. Đó. Ngon không anh em? Và cả bộ hồn cốt 6 sao tự chọn mùa thường này. Đó. Tùy anh em lựa chọn nha, ai cần gì cứ chọn. Và cả bộ hồn cốt SSB 6 sao tự chọn trong này cũng có hồn cốt hiếm luôn. Đó, rất ngon. Chắc chắn là mình sẽ chọn trong cái bộ này rồi. Và bộ này, đó anh em thấy không? Đây là bộ thường. Rồi, mình sẽ quay bên này nha anh em. Ok. Rồi. Quay thôi. Ok. Hấp rờ. Ok. Ồ. Cái lẽ cái đó. À. Tao ngu gạch. Ok. Rồi, ok mình tiếp nha anh em. Rồi. Hey. Mình đang thử một cách quay mới anh em. Ồ
rồi thì các ta. Nhiều vé rồi ta. 57 ba vé nữa anh em nha. Và đã thử cái cách quay mới. Ok. Một. Hai. And three. Ok. Rồi, vô nào. Ô, đã thêm đầu lưu nữa. Wow. Wow, ngon quá anh em ơi. Wow. Cái hộp trắng. Oh, diệm. Ok, ok. Ai. Mình tiếp thử tiếp nha anh em. Ok. Oh, hôm nay ra được bản copy rồi, mừng quá. Một. Hai. Và cái này hơi mất giờ chút xíu cho anh em, nhưng mà mình đang thử cách này. Bốn. Ok rồi, tiếp nha anh em. Ô, cái hộp. Ô, cái hộp xong rồi anh em ơi. Yeah. Ok. Ok, giờ mình quay lại, quay đưa với mình là chính tiếp nha anh em. Ok. Wow, hôm nay quay khá đỏ anh em ơi, khá đỏ đây anh em. 114 vé là mình xong được banner và có được một copy. À, ok, khá là ngon anh em. Đây. 3. Ủa, ui trời ơi, một vé ăn luôn. Trời ơi, quá ngon anh em ơi. Ok, hai copy rồi nha. Ok. Wow. Trời ơi, quay một vé chút luôn. Ôi chà, đỏ rồi ta. Ok. Lần trước mình quay vinh đỏ quá nhưng mà sợ bên này lắm. Yeah. Ok, mà không ngờ nó cũng vẫn đỏ anh em ơi. Mừng quá, mừng quá. Ok, rồi mình được 2 copy nha anh em. Ok. Sợ thật. Một vé ra thì còn luôn. Wow, hình dưới trời. Ok. Một giá thiệt luôn nữa ta. Giá lấy ngon gì hết trời. Ồ, oh, hồ vàng. Ok, trời hình tử thiệt luôn chứ. Ồ, kiểu chân tâm, ok. Rồi, mình tiếp tục nha anh em ơi. Hơi mất thời gian chút. Nhưng mà mình thấy thấy khá là hiệu quả cho mình. Ok, 1 2 2 copy là mình mừng rồi anh em ơi, năm sau rồi. 3, ok. Ok.
Mình là quay xong rồi mình sẽ phân tích về Hùng Hoàng cũng như là hướng đi về cả BVA lẫn BVB cho anh em nha. À, nên clip nó cũng hơi dài chút, cũng như là đó giờ mình làm clip thả vé quay banner mình đều làm như vậy. À, anh em là coi kênh của mình đều biết. À, ok, Hỏa Vũ chân thân nha. Ok, 192 vé rồi anh em. 192 vé được một hộp và hai copy, nên tổng cộng gọi là 3 con. À, với mình khi quay banner vậy là mình thấy mình rất là đỏ rồi nè. Từ đỏ 1 2. Ba. Bốn. Năm. Ok, thường nha. Coi, cái này có ra thêm được copy nào nó không ngang. Thì hiện tại là mình được một cái với hai copy là 5 sao. Ok. Mừng quá anh em ơi, không phải ăn bảo hiểm thì mình không phải tốn vé quan. Mình lấy cái vé đó mình quay. Ô, là SR rồi anh em ơi. Ok, đọc của bác chân thân. Ủa? Chân thân của BSR, mình lộ anh em ơi, lộ. Ok, ok. 217 vé đó anh em ơi. Ok. Trăm 18 vé nha. Nó cũng tiếng tiếng mà nè. À, nó cũng tiếng tiếng. Ô, là SR rồi. Ok. Ủa Dung, tính ra là ngoại trừ được cái copy mà mình được SR nhiều cũng cũng mừng anh em, tại vì về cơ bản là mình có hồng tinh. Hồng tinh cũng rất là cần thiết anh em ạ. À, anh em nào chơi thì biết hồng tinh nó cần như thế nào rồi. Mua đồ trong shop hồng tinh rất là cần. 1 2. Ok nha. Hai trăm tư rồi anh em. Ok, hy vọng là ra được thêm copy theo lui thì quá ngon. Đâu? Là SR rồi. Lè dữ. Ok, chân thân của Mã Hồng Tuấn. Cây ngô đồng. Ok anh em. Hộp. Hai. Cái nào lại một bé ra ra theo lưu nữa không ta? Ờ, đây không phải theo lưu. Ờ, cái nó là theo lưu mà nó vẫn già già hơn cả theo lưu. Không, tính ở trong phim thì đâu có theo lưu già hơn chứ, đúng không ta? Ok. Hai cái thập R luôn. Ghê thật. Ok. Mà cũng khả năng nào sẽ ra được. Ôi là SR rồi. Quỷ mị. À, bao nhiêu vé rồi anh em? 283 vé nha, 283. Ok, là mình còn khoảng 37 lần. 37 lần. Ok nha. Ba mươi sáu. 35. 34. 33. 32. Và 31. Ok.
Rồi, giá nữa anh em, cho nó chẳng tròn luôn là mình quay mấy cái phát 10 còn lại anh em nha. Ok. Xem đây. 30 vé đó nha anh em, 3 lần quay đó nha anh em. Anh em có cảm thấy xót xa khi mà mình để dành thì nhiều mà mình xài lại không anh em? Ok. 10. Hai mươi. Ô là hết rồi. Ok mèo rồi. Mèo bé cuối cùng anh em. Thiên đạo lưu. Thiên đạo lưu. Trời ơi hết rồi anh em ơi. Hết có đỏ rồi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ lấy chưa mình chưa có lần sau mà. Vô đây mình mở cái này nha. Anh em làm cẩn thận nha anh em. Đừng ấn lộn nha anh em. Ăn lộn mệt mỏi lắm anh em à. Cắn đứt lương tâm lắm. Rồi bây giờ mình mở luôn. Mình sẽ coi thử cái vé chiêu dụ mình có được bao nhiêu vé nha. Tại vì mình phải quay ok. Ok mình chiêu dụ hay là mình lấy tướng nha. Thôi lấy tướng đi anh em ha. Thế coi mình cũng lấy mình đang đỏ đỏ. Thử coi. Hết xui anh em à. Nếu bé chu vụ cũng là một quyết định đúng nha anh em. Nếu mà cần bé chu vụ nha anh em. Rồi, ok. Tiên đạo lưu. Trời ơi, A Ngân. Ok. Cụ lưu ơi. Trời ơi, mèo. Ok. Thôi ra vũ ám cũng được. Trời ơi, được Nguyệt Hoa. Ok, mình đã có thêm một tin rồi. Ok anh em nha. Bây giờ mình sẽ vô làm tiếp theo là mình sẽ nâng sao. Ồ, con này giờ được massage anh em. Con này đi massage cũng ngon lắm nè. Ok. Ôi trời, hoa giờ này mình không có 8 sao à. Ok, 5 sao anh em nha. 5 sao, ok, bây giờ mình sẽ vô. Mình, thứ nhất là mình sẽ thay đổi rất là nhiều thứ. Bây giờ mình kết nối. Tạm thời chắc mình sẽ kết nối với hải mã nữ. Ê quên hải mã. Ok mà thôi bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đổi cho hải mã luôn đi. Đổi cho hải mã luôn. Làm con chính luôn. Ok để mình làm nha anh em nha. Trong mất tiêu rồi, à đây trời ơi ngồi tìm nãy giờ rồi ok. Đâu rồi, tìm đạo liêu ok. Ok anh em, à, vô đây mình đổi chu cột luôn. Ok, kết nối hai mã vô. Xong. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ nâng hảo cảm nha anh em. Nâng hảo cảm, sẽ lấy bài học hảo cảm đây. Rồi, vô nâng thôi anh em ơi. Thì hảo cảm theo mình biết á, là sẽ có hảo cảm với Thiên Nhận Tuyết và Đường Thần. Thì hảo cảm hiện tại là mình không có Đường Thần. À, cho nên á, là mình sẽ mất đi cái dòng là hồi máu. Mỗi ly mà đến lượt của Thiên Đạo Lưu thì đồng đội sẽ được hồi máu. Đây nè, làm cho anh em coi nha. À, đây. Thiên Đạo Lưu kết thúc hiệp thì toàn thể đồng đội hồi HP và lượng hồi bằng 40%. HP Thiên Đạo Lưu tổng thất, cái này rất là ngon luôn anh em. Cái này là dùng để đánh PvP cực kỳ ngon luôn. Tức tiếc là mình không có Đường Thần. Ở server cũ mình lại có. Cho nên hồi nãy mình biết được cái dòng đó. Nó có như vậy.
chút mình quay banner này còn thấy mình thấy là khá hơn đó anh em. Rồi chút mình sẽ vô mình quay nhu tâm nguyện luôn nha anh em nha. Chờ một chút mình nâng cái này cái. Mình chưa có lấy nè. Để bây giờ mình lấy luôn. Đây. Ok lấy rồi anh em. Rồi bây giờ mình sẽ vô quay tâm nguyện luôn. Và cái vé này có cái vé hàng giờ này có bây giờ tâm nguyện hay không thì bây giờ mình sẽ test cho anh em luôn nha. Bây giờ hiện tại mình đang có là 464 vé nha anh em. 464 vé. 464 này là 489 nha. Rồi bây giờ mình vô quay nha. Thiên đạo lưu đâu rồi? Thiên đạo lưu, ok. Rồi, mình quay thử nha. Anh em coi nha. 464 nha anh em. Anh em còn nhớ cái vé chính của mình là được. Ơi, 10 vé luôn. Coi. Đỏ dữ trời. Wow. Ôi trời ơi, cái gì vậy, sướng quá. Rồi, 464 anh em nha. Đây, 464 y nguyên nha anh em. Tức là cái vé hàng giờ có thể quay tâm nguyện được nha anh em. À, và trong công tâm của mình á, là hầu như anh ai cũng quay tâm nguyện được bằng vé hàng giờ. À, cho nên anh mình nghĩ anh em sẽ được như vậy thôi. Rồi, bây giờ mình vô mình nâng luôn. Sao cho nó luôn đi, trời ơi. Sao mà đỏ vậy. Ôi. Mình nói thật cái đeo là không như là mình đỏ thiệt. Ôi nơi này đỏ mừng quá anh em. Ơi được thêm vé ngày mai là quay tâm nguyện được rồi. Rồi mình vô mình làm tiếp hậu cảm đi anh em. Rồi ở server này của mình á là Long Tu Trăm Năm thì sẽ không có tuyết, mình không có chơi tuyết đâu, mình không quay tuyết luôn, thành ra hai cái hảo cảm này mình không xài được nào luôn anh em. Thành ra cái này thực sự là mình bị lỗ nhiều, tại vì khi anh em nâng cấp mát cái này anh em sẽ là được tăng tới 50% giới hạn máu của Thiên Lưu lần. Cho nên thực sự là mà Thiên Lưu máu càng nhiều thì nó búp đam cho tim càng to. Mình bị mất cái này rồi anh em, thành ra bây giờ mình lại luyến tiếc tuyết quá anh em hà, mình quay lại một con thôi cũng được thì mình lấy cái hậu cảm. Bây giờ đường thần mình cũng có rồi, BB mình cũng lỗ hơn ta rồi đó. Khổ lắm anh em ơi, thiệt là sai lầm luôn ấy. Rồi ok, vô đây mình nâng cái này cái luôn. Nên là hồn sư mà hồn sư hệ mẫn công mở đầu hiệp, mở đầu nhận khiên 20% HP chỉ một hiệp. Ok rồi. Bây giờ là tiếp theo là mình sẽ nói về cái hồn hoàng. Phân tích về hồn hoàng của Thiên Lưu cho anh em nha. Nhớ anh em nào mà đành về Thiên Lưu rồi anh em có thể tắt clip ở đây cũng được. Không thì có thể mình cùng tâm tình. Rồi ok. Ở hồn hoàng 1 nhánh 1 Thánh Quang Thủ Hộ. Thiên Lưu gây ra toàn địch sát thương bằng 66% HP tối đa. Và mình nghĩ rằng cái này nó sẽ thay đổi tùy theo hồn hoàng nha anh em. Thì bây giờ mình test liền cho anh em thử luôn nha. Ví dụ như đây 112 112 anh em nhá nha. Đây là 10 vạn là 112. Thì bây giờ mình lại thế cái hồng hoàng 5 vạn vào. Thế chứ còn có 89. Anh em thấy không? Nó thay đổi nha. Thay đổi nha. Rồi. Ok. Giờ mới đọc dòng cơ bản có nha. Đây một cơ bản cho anh em coi nha. Đây cơ bản. Rồi. Theo logo toàn địch bằng 89.10%. Hồi nãy 66 mà ta. Cho nó nhớ cái hồng hoàng của mình quá. Để mình tháo hồng hoàng nó hết đi. Cho nó chuẩn cho anh em đọc cho dễ nha. Rồi đây. Theo logo gây ra toàn địch sát thương bằng 66% HP tối đa. Sau đó tăng vĩnh viễn 10% giới hạn HP và tối đa cộng dụng 5 tầng. Rồi. Thấy không anh em thấy không? Toàn là đồ và tăng HP cho nó. Rồi khi giới hạn HP của Thiên Lưu cao nhất phê ta. Dùng kỹ năng không tiêu hao hồn lực. Dùng kỹ năng sẽ không có tiêu hao hồn lực luôn. Rồi tăng vĩnh viễn, đó là mức 1.5 nha, là tăng vĩnh viễn 25% giới hạn HP và tối đa cộng dụng 5 tầng, tức là tăng tới 125% giới hạn HP. Rồi tức là từ 10% thành 25%, cái này là 30%, 40%. Rồi 40% mà 5 tầng là 200% giới hạn HP anh em. 100.000 năm tức là 10 vạn. Khi phe ta bất kỳ hy sinh HP, Thiên Lưu không tiêu hao dùng hồn kỹ tấn công. Hiệp bất kỳ tối đa kích hoạt chỉ được một lần, tức là một lần một hiệp.
ở một hiệp bất kỳ. Rồi một trận tối đa kích hoạt 5 lần thôi. Rồi ok ha. Thì cái này là cái chỗ này là nó không phải có chữ này mới đúng anh em. Ví dụ như khi giới hạn HP thì HP thường lưu cao nhất Feta thì dùng kỹ năng này không tiêu hao hồng lực. Rồi dùng kỹ năng này tấn công. Đó, nghĩ vậy. Tiếp theo là Hồng Hoàng 2 nhánh 1 Huy Diệu. À, Huy Diệu là cái Hồng Hoàng nãy trên nó cống tay anh em. Rồi, giới hạn HP ban đầu của Thiên Lưu tăng 33.33% khi chiến đấu nhân đôi búp giới hạn HP Thiên Lưu nhận được. À, nhân đôi luôn nha anh em, nhân đôi cái búp giới hạn luôn. Anh em hiểu không? Là ví dụ như là đây. Nhân đôi tức là ở đây là anh em đảng con là 200% mà cái nhân đôi thành 400%. Cái hồi 2 này bút cho hồi 1. Đây. Rồi trong trận cứ có một địch mở chân thân là phe địch nha anh em. Giới hạn HP Thiên Lưu tăng bệnh viện 25%, tối đa cộng dụng 3 tầng. À thì cái dòng này á mình thấy là hình như chỉ trong cơ đánh bot mà chỉ có cái con bot khống ở bên cái map của HP á là nó có mở chân thân. Còn mấy con boss còn lại á là hầu như là không có mở chân thân. Còn chân thân cái này á là đánh BB. À đánh BB nó cũng sẽ có mở chân thân đúng không anh em? Đánh với BB sẽ có. Mà bên địch nha, tính bên địch nha anh em, chứ không phải tính mình nha. Rồi. Khi Thiên Lưu còn sống nha, lực công của Hồn Sư cường mẫn luôn. Feta tăng bằng 10% giới hạn HP hiện tại của Thiên Lưu. À ở đây đó chỉ búp cho cường mẫn chứ không có búp cho ám khí nha anh em phải đọc kỹ nha. Đó, tăng 10% à, tăng lực công bằng 10% với HP thường luôn. Rồi cái này tăng 20, 40. Rồi ngon anh em không, dòng này tăng cái mà đánh nó búp cho thì hồn sư thì cường mẫn rất là nhiều. Trong đợt trận cứ có một địch mở chân thân lại địch nữa nha, tất cả đồng đội đã mở chân thân sẽ có sát thương cuối tăng 30%, tối đa cộng là 3 tầng đạt thành 90% sát thương cuối. Rồi toàn sát thương cuối không. Tiếp theo là đệ tam hồn kỹ Hoàng Hoàng 3 nhánh 1 Bình Minh là thiên đạo lưu gây cho đơn vị địch sát thương bằng 15% sát thương HP tối đa, sau đó tăng 20% giới hạn HP và duy trì 3 hiệp. À 1000 năm bản thân tăng 25% giới hạn HP, 10000 năm bản thân tăng 30% giới hạn HP. Đó đến nạ mồi 10 vạn năm là 50% HP. Rồi tới đây anh em thấy không, 50% thì 50% đó lại nhớ là cái đề nghị hồng kỹ này là khi chiến đấu nhân đôi búp giới hạn HP là cái dòng này đã biến thành tới 100%. Anh em thấy không, duy trì 3 hiệp. Đó ở đây là nó đã tăng bao nhiêu, 400%, ở đây thành 100% là tổng cộng là 500% giới hạn HP. Rồi, đệ tứ hồng kỹ Quang Miệng Thánh Giới. Thiên đạo lưu hy sinh 80% HP hiện tại để mở vĩnh viễn Quang Miệng Thánh Giới. Rồi, Quang Miệng Thánh Giới là gì? Đây là một hiệu quả kết giới. Anh em hiểu nhớ rõ đây là kết giới chứ không phải là lĩnh vực. Thì mà kết giới thì nó có thể có nhiều loại kết với cùng mở một lúc của nhiều con tướng. À, nhiều con tướng nó mở cùng một lúc thì nó hay chồng lên nhau được. Anh em hiểu không? À, ví dụ như là bị bi đông SP chơi Hồng Hoàng 1 nhánh 2 là nó mở kết giới thì Thiên Đạo Lưu vẫn mở kết giới được luôn, chứ không phải là con bị bi đông nó mở Thiên Đạo Lưu mở không được, thấy không, nó có thể mở chung với nhau được luôn. Nhưng còn lĩnh vực, ví dụ như là Vinh nó bật lĩnh vực lên thì là con hình như là không phải, xin lỗi bị bí đông hoàng mạng 1-2 là lĩnh vực chứ không phải là kết giới. Mà ví dụ như là con sau này anh em có cái con Huyễn Điệp á, nó cũng sẽ mở kết giới thì nó sẽ mở chung được với con Thiên Đạo Lưu này luôn. À mình xin lỗi với con, cái bị bí đông là nó là lĩnh vực chứ không phải là kết giới. Thì ví dụ như là khi mà lĩnh vực là chỉ có tồn tại duy nhất một lĩnh vực trên sân thôi, ví dụ là bên mình đã mở lĩnh vực thì bên địch sẽ không mở được. Anh em đã chơi Vinh hay là chơi bị bí đông rồi nên biết chuyện đó ha. Rồi, hiệu quả kết giới là sát thương cuối của toàn thể bên ta tăng lên, và khi đồng đội bắt đầu hiệp nếu có hồn lực chưa đầy
Thiên Đạo Lưu hy sinh 20% HP hiện tại giúp hồi 2 điểm ông lực. À, anh em đọc cái chỗ này thì anh em sẽ nhớ đến có một con tướng nó có cái tính chất giống như vậy, chính là con Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa khi mà chơi có hồn hoàng 4, à, nó sẽ búp cái hồn hoàng ở lên, và khi con tướng nào cần có hồn lực để chơi cái skill á, chơi hồn kỹ á, thì nó sẽ hy sinh HP của con tướng đó chứ không phải là HP của Đường Nguyệt Hoa. À, anh em thấy không? Thì ở đây nó sẽ lấy máu, nó sẽ cho có được 2 điểm hồn lực để chơi hồn kỹ hay gì đó. Nó chỉ có 2 điểm hồn lực thôi anh em, hồi 2 điểm hồn lực, nhưng mà nó phải hy sinh 20% HP của Thiên Đồ Lưu. Anh em nhớ nha, chứ không phải HP của con tướng chơi hồn kỹ. Hay là không, chính xác là không phải là HP của con tướng được hồi hồn lực. À, đọc gì cho nó đầy đủ. Rồi. Quan miệng thánh giới, khi cái kết giới này tồn tại nè, thì sát thương cuối của toàn thể Vita tăng tới 40%. Đồng đội bắt đầu hiệp nếu tồn lực chưa đầy. Thiên Đạo Lưu hy sinh 20% hiện tại hồi đó đó, anh em thấy không? Và mình nghĩ cái 40% này không biết có thay đổi hay không thì mình phải thử nha. Ví dụ như cái dòng cơ bản là 40%, thì bây giờ mình sẽ đeo một cái hồn hoàng 10 vạn lên. Thì nó có thay đổi hay không? Đây. Tăng tới 80% với hồn hoàng 10 vạn là gấp đôi cái dòng cơ bản, anh em nhớ nha. Thấy ghê ghê, anh em thấy ghê không? Cái gì mà thấy lên 80% rồi. Ok nha, rồi tiếp tục. Vậy là cất. Nãy giờ cái đọc cái dòng chỉ số của anh em thấy nha, cái dòng chỉ số này nó đều thay đổi theo số 5 của hồn hoàng nha anh em. Rồi, bây giờ vô số 5 nha. Mức 1000 năm thời gian qua miệng thánh, thời gian quan miệng thánh giới, đồng đội mỗi lần dùng hồn kỹ xong, tiêu lưu sẽ hồi 20% HP tối đa. Đó. Thì nó hy sinh xong nó hồi lại liền. Rồi, tiêu lưu dòng này cứ hy sinh, đây cái dòng ăn tiền của nó đây anh em. Cứ hy sinh 20% HP tối đa, sát thương cuối của hồn sư Veta. Sát thương cuối của hồn sư Veta tức là tất cả những con tướng đồng minh, không riêng gì là Cường Mẫn. Anh em nhớ nha. Tăng thêm 4% tối đa là 60%. Rồi. Anh em thấy ghê, nó càng mất máu thì sát thương cuối của đồng đội nó càng đo to, anh em thấy không? Rất là ngon, con tướng này nó bút rất là ghê. Tiêu lưu trận này cứ hy sinh 20% HP tối đa, sát thương cuối của hồn sư Veta tăng 5% tối đa là 75. Số này là 6% tối đa là 90. Rồi tới vàng 10 vạn năm thì là quan miệng thánh giới tối đa cộng dùng được 4 tầng và Thiên Lưu cứ hy sinh 100%, tức là 5 lần hy sinh, tức là hồi hồng lực cho 5 con đồng minh. Cứ cho bây giờ mình tính trên cái việc là đồng minh bị thiếu hồng lực, là khi mà bắt đầu hiệp mà hồng lực không có đầy nha anh em, thì nó mới hồi 2 điểm hồng lực, thì nó sẽ hy sinh 20% HP của Thiên Lưu. Còn nếu mà anh em đánh nhờ những cái map gió lớn, hay là khi mà con đồng minh mà nó bắt đầu hiệp mà nó đầy hồng lực á, thì nó sẽ không có hồi hồng lực, thì không có vụ hy sinh HP tối đa. Anh em nhớ nha. Rồi, tối đa cộng dồn 4 tầng, thì Thiên Lưu cứ hy sinh 100% HP tối đa là cộng dồn ngay 1 tầng quan miền thế giới. À, nghĩa là cái nó cộng lẻ cho anh em luôn. Đó. Là cứ một nếu mà tính trên cơ bản là cứ hồi thì là cứ 5 con đồng minh đi thì nó sẽ tăng một tầng kết giới, một tầng kết giới này. À, mà cứ một tầng là sát thương cuối tăng 90%. 4 tầng lên là nhiêu? Nhưng mà cái đây là anh em mới nhớ là cái đây là tăng thêm, còn cái dòng cơ bản là đây. Nãy là 10 vạn là anh em thôi, giờ tính cơ bản đi là 40% đúng không? 40%. Rồi ấy, tăng thêm 4 tối đa là 90 nè. Tính con này luôn đi. 90 là bao nhiêu? Là 130 đúng không anh em? 130 một tầng. Anh em nhân 4 tầng lên là 520. Ghê không? 520% sát thương cuối. Nè, rồi chưa gì đó, nó còn tăng thêm lực công cho hồn sư hệ Cường Mẫn bằng giới hạn là 40%. À, là lực công thôi nha. Rồi, xong rồi. À, chân thân, nếu mà mình địch mở chân thân thì sát thương cuối thêm 30% cùng dòng 3 tầng là 90% nữa. Đó, anh em thấy cái nó kinh không? Nó quá kinh dị luôn. Đó. Rồi. Ok, mình tới nhánh 2 nha anh em. Thánh Quang Chí Mạng Hồng Hoàng 2 nhánh 1. Ê, Hồng Hoàng 1 nhánh 2. Tiêu lô ghê toàn địch sát thương bằng 66% HP tối đa của Thiên Lô Lu. Và thêm vĩnh viễn cho mục tiêu cái hiệu ứng là thánh tài.
Dài. Khi thiền lưu tổn thất HP thì mục tiêu cho thấy là tổn thất HP tương đương. Cái hùng kỹ này nó giống giống như cái hùng kỹ của 8SP anh em. Cái hùng kỹ thứ tư. Nó khóa mục tiêu xong rồi cái nó mất máu thì mục tiêu bị mất máu tùy theo số năm mà nó là nhân 3 hay nhân 2. Ghê anh em. Rồi, ở mức 1000 năm thiêu lưu tổn thất B đột tổn thất địch tổn thất 120%. Đó. Thiêu lưu thất B 404.6. Là tổn thất 200%. Thì cái mức độ tổn thất này nó không bằng cái hồng kỹ của ta SB. Đây là cho anh em coi nè. Ta SB cái hồng kỹ đó nó ăn tiền hơn cái hồng kỹ này, nhưng mà thì dĩ nhiên là mỗi con sẽ có một cái hay khác nhau anh em không nhận không? Được rồi, đây cho mình anh em coi. Hồng kỹ đây anh em. Đây đó, nhưng mà cái này là mục tiêu là không khống chế thôi, còn có thiêu lưu là tất cả các loại các hệ luôn. Còn đối với thằng ta SB tuy là nó mất nhiều nhưng mà nó chỉ là học sự khống chế thôi, thì nó được nhân tới nhân 3 luôn. Nhiều như HP từ ta mất 1, bị quýnh mất 1 máu thì bên kia mất 3 máu đó, nhưng mà chỉ là học sự khống chế thôi. Còn con thiêu lưu tuy là nó không có mất nhiều nhưng mà nó tất cả các con tướng luôn. Quá ngon này mà. Ok đây nè, tiếp nha anh em. Mình phân tích hơi kỹ một chút nha anh em, hơi lâu anh em thông cảm. Tại vì rất là nhiều người coi kênh của mình, tất cả những anh em cũ cũng coi như là những anh em mới. Đúng là đó là một cái điều rất là vui. Cho nên mình sẽ cố gắng làm clip kỹ cho mọi người đều hiểu. Rồi. Ở mức là 5 vạn là nếu trận này đồng đội hành động đầu là phe ta, tức là bên mình là người đi đầu tiên. Thiêu lưu khi hiệp kết thúc không tiêu hao dùng hồng kỹ địch HP thấp nhất. HP thấp nhất. Rồi. Hồng kỹ này nè anh em, dùng hồng kỹ này nó có thiếu cái chữ này không à. Rồi, ở mức 10 vạn năm là thiêu lưu không mất thê địch gấp đôi. Ok, địch nha anh em, tất cả hệ luôn. Rồi, hồng kỹ hồng hoàng 2 nhánh 2 đoạt quang. Giới hạn HP ban đầu của thiêu lưu tăng 33.33%. Khi thiêu lưu còn sống, khi địch tấn công nếu không tồn tại hiệu ứng cưỡng chế chọn mục tiêu khác. Rồi thì chỉ có thể chọn thiêu lưu mục tiêu. Đây là cái hồng hoàng mà khiến cho thiêu lưu trở thành mục tiêu và luôn luôn bị chọn làm nơi tấn công. Thì nó giống như là cái hồng hoàng gọi là cái gì đó, binh mục tiêu rồi. Cái gì thích bồn cầu, cái thích bồn cầu của con thích huyết anh em. Anh em nhớ không, cái bồn cầu của con thích huyết không? Nó búp từ con tướng nào là anh em chứ đánh con nó thôi, đánh đủ 6 lần vô nó bể, đúng không? Còn con này là tự động vô trận là nó một mặc định là nó sẽ là mục tiêu chính và nó kéo dài vĩnh viễn luôn. Và cái hồng kỹ này rất là đặc biệt nha, ví dụ như là anh em nhớ là khi anh em đánh cho con tiểu vũ không, nó sẽ counter lại đúng không? Nó sẽ đánh lại. Hoặc là anh em đếm đánh vào một con tướng khác ngoài con cốt Lola thì cốt Lola nó sẽ bay lại, nó cào lại đúng không? Thì những khi là khi mà những cái hiệu ứng nó kích hoạt á, này là cả tiểu vũ lẫn con cốt Lola đều sẽ đánh vô con thiêu lưu luôn, nó không có đánh cái con tướng mà đánh nó. Anh em thấy ngon không? Ngon. Rồi mất 1000 năm là đồng đội có HP, đồng đội của HP. Trời ơi, đồng đội có HP thấp hơn thiêu lưu thì khi chịu sát thương cuối của công nhóm, tức là sát thương đa anh em, đa mục tiêu sẽ giảm 50%. Đây nè. Đồng đội có HP tức là những đồng minh của bên phe mình á, rồi vậy đi. Có HP thấp hơn thiêu lưu thì khi chịu sát thương cuối của đánh đa mục tiêu sẽ giảm 50%, 70%, 80%. Tức là nếu mà những mình đánh cái đòn mà tấn công đa mục tiêu thì nó sẽ không còn chọn thiêu lưu là mục tiêu chính nữa mà sẽ đánh tất cả đúng không? Thì là những cái con mà có HP thấp hơn thiêu lưu sẽ được giảm sát thương cuối, giảm ở sát thương cuối luôn, nhưng mà cực kỳ ngon luôn á, tới 80%. Cho nên mà lên trận mà lại có con Vinh kẹp với con thiên đạo lưu mà kẹp theo con hải mã này thôi châu khỏi chê. Rồi, khi đồng đội chịu sát thương bằng hoặc là trên 30% HP, Thiên Lô sẽ chịu thay lần tấn công này và sát thương chịu không vượt quá 10% HP tối đa luôn. Hiệp tất kỳ đồng đội có kích
kỳ chỉ kích hoạt được một lần. À, tức là hiệp nào của đồng đội là chỉ được kích một lần thôi. Tức là nó cái dạng như là giảm đam cho đồng đội á nè, gánh đam cho đồng đội rất là ngon. Kiểu nhân diễm giải gánh sắc thương đơn. Rồi, khi HP cường mẫn, khi hồn sư phường cường mẫn công phe ta, à khi hồn sư cường mẫn bên phe ta chịu sát thương chí mạng, tiêu lưu sẽ hy sinh đến một điểm HP giúp toàn phe ta trong hiệp bị nhiễm sát thương. Một trận tối đa có được một lần thôi, bi rõ ràng luôn. Quá ngon ha anh em, ngon. Ok, hoàng 3-2 thánh ngôn tiêu lưu gây cho đơn vị địch sát thương bằng 15% HP tối đa, sau đó hút của mục tiêu 5% HP hiện tại, tối đa không vượt quá 10% HP ban đầu của tiêu lưu. Và đánh hút máu, hút mục tiêu 10% luôn, tối đa không quá 20-15, không quá 30-20-40. Rồi, khi HP tiêu lưu dưới 30% thì tỷ lệ hút máu tăng đến 99%. Trời ơi, tối đa không quá tới 200% HP ban đầu tiêu lưu. Và cái này mà nó dưới máu dưới nó quýnh cái hồi máu dữ à. Khi HP tiêu lưu dưới 30% tự động dùng hồn kỹ tấn công địch, một trận tối đa kích hoạt 3 lần và mỗi hiệp kích hoạt tối đa 1 lần. Hồi máu nó đã trâu, nó còn hồi máu gì nữa hả ta, ghê nha. Ghê nè, trâu á, muốn bì bì quá ngon luôn. Quang lạc phương trượng, thiêu lưu gây cho toàn địch sát thương bằng 90% HP tối đa của thiêu lưu và hệ số kỹ năng tăng thêm lượng sát thương bằng 30% tổng HP phe ta tổng hết trong trận này. Đó, wow. Cái đàm của nó càng to, nó dựa trên HP của thiêu lưu anh em thấy không, đó. Và hệ số kỹ năng tăng thêm lượng sát thương bằng 30% HP. Tức là ngoài trừ cái động đam mà bằng 90% HP tối đa của Thiên Hồ Lưu á, thì nó còn ghi gây thêm cộng thêm với sát thương bằng 30% tổng HP phe ta đã tổn thất trong trận này. Nghĩa là lượng đam nó gây rất là lớn luôn, này cái hồng hoàng này nó gây đam cực kỳ to. Hệ số tăng thêm lượng đam 40, 50, 60, 60% tổng HP phe ta trong trận này. Wow. Và khi giới hạn HP ban đầu của Thiên Hồ Lưu cao hơn tất cả địch, kỹ năng chắc chắn bạo kích luôn, và sát thương bạo kích là giá trị cao nhất. Quá ngon luôn. Khi thằng bị được bị công, thiêu lưu không tiêu hao dùng kỹ năng tấn công toàn địch hiệp bất kỳ tối đa một lần. Ở một 10 sao đánh nó counter lại bằng cái chiêu này, anh em biết đó, chiêu này là đúng đa mục tiêu chứ không phải là đơn mục tiêu, cực kỳ kinh khủng luôn. Anh em nào đã chơi cái đấu trường đối quyết mà lựa thiêu luôn mà có được 10 sao, anh em sẽ hiểu cái này đúng không? Quýnh nó quýnh lại, nó quýnh như điên luôn. Quá to, đam đã to, quýnh đa mục tiêu mà còn counter nữa. Ôi trời ơi. Rồi, thì nãy giờ mình phân tích thì là cái con này đi PvE là full 1 và PvP là full 2. Và Hồng Hoàng chắc chắn là tập trung toàn bộ vô máu và mình, máu và máu. Nó chỉ cần máu càng to nó càng mạnh và nó càng trâu, nó càng là một con quái vật. Nó là một cái con tướng chơi rất là lâu. Nó bên cạnh Vinh, nó bên cạnh Vinh là hai cái con tướng hỗ trợ ở tại server Việt mình chơi cực kỳ lâu. Ít nhất nha, mà nó ít nhất là một năm nữa. Mình suy nghĩ và mình dự đoán có thể từ một năm rưỡi cho lên, chứ không phải là một năm. Tại vì hiện tại bên chung họ vẫn chơi cả Vinh lẫn Thiên Đạo Lưu trong PvE lẫn PvP. Mà bên chung cách mình là tính theo banner loạn của mình thì bây giờ là hơn một năm rồi anh em, năm rồi. Đó. Rồi bây giờ cái bộ cốt mình cố vấn cho anh em là có thể dùng bộ gì đó quên tiêu này. Mình quên tên rồi. Tiêu rồi ta. Ở đâu mất tiêu đây? Đây, nguyên gọi di chủ nha anh em. Mình nên bộ dùng bộ nguyên gọi di chủ cho nó nha. Ok, hiện hóa luôn. Rồi. Một xíu mình tăng sao cho mấy cái hồng cốt. Và chúng ta sẽ set, bây giờ chúng ta là có thể set được 6 ấn cho team anh em. Thì bây giờ mình có một cái gợi ý cho anh em về cái team của anh. Bây giờ mình đi về kiếm nha. Kiếm hay là tuyết cũng vậy thôi. Gợi ý sơ thôi nha anh em. Thì mình cái clip này mình biết là về banner và tướng thôi, chứ
hay là bonus thêm. Thì khi đó thì bây giờ mình sẽ có thiên đạo lưu đúng không? Đâu rồi thiên đạo lưu, đây thấy vị trí của hải mã ha. Thì ủa cái gì vậy, mình lót lộn tim anh em ơi. Lót lộn tim đây. Ủa, cái gì vậy, sao có hổ đây ơi, lộn đây rồi. Ok, thiên đạo lưu thấy vị trí của hải mã nha anh em. Rồi, và con thiên đạo lưu này nó sẽ nắm ấn máu. Con này sẽ nắm ấn tinh thần. À, mình chơi kiếm thì mình đang cho kiếm ấn máu bảo thương. Còn nếu anh em nào mà có con thêm con hải ma nữ thế gì ký của ba tay á, thì là con kiếm sẽ nắm ấn công. Và con hải ma nữ nắm ấn bảo thương. À, còn mình ở đây thì là ba tay nó công, còn kiếm nó ấn bảo thương. Rồi, Vinh sẽ là nắm ấn tỷ lệ bạo kích. Nhưng mà anh em nhớ mình canh bạo kích làm sao cho nó chỉ là đủ để cao nhất trong 6 con thôi. Nhưng mà vẫn quan trọng là ấn cái điểm tinh thần của nó đừng có bị giảm nhiều anh em. Nó mỗi lần nhảy là 200 điểm. À, mình đã phân tích trong cái banh trong cái clip về con Vinh, trong cái clip mà combo kiếm mình có phân tích rồi. Còn con Thác Bộ Vân này sẽ đi ấn tóc. Và nó sẽ đi một cái bộ gọi là bộ mê điệt nha. À, rồi mình chỉ nói sơ thôi, còn thì chi tiết về combo thì mình đã nghĩ trong đầu rồi, nhưng mà để mình nghiên cứu thêm. Rồi còn cái gì nữa không để nói với anh em không nhỉ? À không, hiện tại là không, hết đủ anh em ơi. Rồi chúc anh em bay banner sẽ may mắn hơn mình. À, mình chúc anh em may mắn hơn mình. À, dù là mình thấy là mình đã rất may mắn. Rồi ok, chúc anh em và may mắn vui vẻ trong việc chơi game. Rồi kết thúc banner thôi, đâu quên kết thúc video thôi. Hẹn em ở những video sau nha. Rồi see you.